Đại diện của Việt Nam tại Miss Cosmo 2024 Xuân Hạnh đang ráo riết chuẩn bị để lên đường dự thi. Catwalk là một trong những kỹ năng không thể thiếu của một nữ hoàng sắc đẹp. Trong hành trình lần này, Khánh Vân là người hỗ trợ Xuân Hạnh. Teaser chính thức của tập 2 Việt Nam Road to Miss Cosmo 2024 của Hoa hậu Xuân Hạnh vừa được hé lộ. Với chủ đề Cosmo Walk, bước chân hoàn vũ, tập phát sóng mới nhất sẽ tái hiện phần nào hành trình trau dồi và nâng cao kỹ năng catwalk của Xuân Hạnh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân đảm nhận vai trò huấn luyện viên, sẽ cùng Xuân Hạnh hoàn thiện và tạo ra những điểm nhấn ấn tượng cho những bước catwalk trên sân khấu Miss Cosmo 2024. Tuần trước, series Việt Nam Road to Miss Cosmo 2024 của Xuân Hạnh đã mở màn đầy ấn tượng với tập 1 chủ đề dự án cộng đồng Rail of Share, bánh xe nhỏ. Với sự nỗ lực và nhiệt huyết trong việc thực hiện hóa một dự án khó, Xuân Hạnh ngày càng nhận được thiện cảm và lòng tin của khán giả, giúp cô có thêm động lực chinh chiến đấu trường quốc tế vào tháng 9 tới. Nối tiếp tập 1 đầy cảm xúc, từ tập 2 của series Việt Nam Road to Miss Cosmo 2024 sẽ bắt đầu khắc họa rõ nét hơn hành trình tập luyện và hoàn thiện về kỹ năng, phong thái, sắc vóc và làm nổi bật bản sắc của đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2024. Catwalk là vũ khí bí mật của các người đẹp. Kỹ năng trình diễn là một trong số những kỹ năng được đề cao và quan tâm bậc nhất đối với cuộc thi sắc đẹp nói chung và người hâm mộ nói riêng. Với chủ đề Cosmo Walk, bước chân hoàn vũ, tập 2 sẽ giúp khán giả có cái nhìn chân thật về quá trình tập luyện kỹ năng catwalk của Xuân Hạnh cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân tại Khánh Vân Academy. Mở đầu teaser tập 2 là những hình ảnh Xuân Hạnh lên đồ để chuẩn bị đi học. Cô diện cả cây đồ đen sang trọng, trang điểm kỹ càng, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đeo bao tay và kính đen cực ngầu khiến các fan vừa tò mò vừa thích thú. Trong khoảnh khắc bước vào lớp học với tinh thần hứng khởi, Xuân Hạnh đã há hốc với sự xuất hiện nổi bật của Hoa hậu Khánh Vân trong chiếc váy ôm sát body màu hồng. Những sải bước uyển chuyển và thần thái ngút ngàn của Khánh Vân trong đoạn teaser ngắn đã hút hồn Xuân Hạnh và được người hâm mộ nức lòng khen ngợi. Sau đó, Xuân Hạnh không khỏi bối rối trước độ khó của thử thách đầu tiên từ mentor Khánh Vân. Việc phải tập luyện, trình diễn trên một sàn catwalk siêu nhỏ khiến Xuân Hạnh lo lắng, bước đi chệch choạc và suýt vấp ngã nhiều lần. Kết thúc thử thách, Hoa hậu Khánh Vân thẳng thắn say no với màn thể hiện của Xuân Hạnh. Ở một diễn biến khác, Khánh Vân nổi cáu với Xuân Hạnh khi cô lúng túng trong việc catwalk với cầu thang. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thể hiện sự nghiêm khắc, không cho Xuân Hạnh nhìn xuống khi trình diễn. Những giây cuối của teaser, dây giày cao gót của Xuân Hạnh bất ngờ bung ra, gây khó khăn cho cô trong phần tập luyện. Trước đó ở tập 1, Xuân Hạnh cũng cho biết vô cùng tổn thương trước những tiêu cực và ngờ vực từ cộng đồng mạng dành cho mình. Trong đó, một bình luận trái chiều khiến cô nhớ mãi. Dự án thì chưa thấy đâu mà toàn thấy đi sự kiện. Đọc xong bình luận đó, tôi thấy mình bị tổn thương chứ, trong khi ở nhà mình đang làm hàng ngày, thậm chí đêm hôm đó tôi đi sự kiện xong thì về nhà tôi tiếp tục lôi máy tính ra để làm việc, lên kế hoạch và nghiên cứu đường ra cho dự án của mình. Hoa hậu Xuân Hạnh giải thích, thực tế, trong 8 tháng đương nhiệm, Xuân Hạnh đã có những chuyến thiện nguyện kết hợp khảo sát thực tế để tìm hiểu nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai dự án Cuộc sống mới. Xuân Hạnh cho biết, dự án này ra đời nhằm kết nối doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm người lao động và trao việc làm cho những đối tượng là người vô gia cư, giúp họ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.